Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, Zika Audio xin chào anh Sự nhé. Vâng, anh ở Tân Lạc, Hòa Bình. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có tìm hiểu và anh có được Zika Audio tư vấn và anh chọn cho mình cái súp Martin Bass 40 bát hầm. Vâng, đặc biệt là dòng Martin là nó đa số là bát hầm anh Sự nhé. Thì anh cũng theo dõi kênh của em cũng khá là lâu và bây giờ anh đã đặt cho mình một sản phẩm rồi ạ. Vâng, em thay mặt công ty Zika Audio thì cảm ơn anh Sự. Vâng, thì anh Sự ạ, đây là cái súp Martin Bass 40 cực kỳ là chất lượng đấy ạ. Vâng, xung quanh được sơn sần màu đen rất là khỏe và cứng cáp. Vâng, bên em đang test cho anh đấy ạ. Vâng, và ở giữa cái mặt trước này có cái logo Martin đấy ạ. Vâng, bên em đang chạy trực tiếp đấy ạ. Vâng, bên em có tặng anh cái jack Canon, jack AV và một cái dây AV 5m như anh đã bảo thì bên em có tặng cho anh để anh cân được với vang. Vâng, thì bên em đang kết nối với đẩy liền vang Jaguar PA602. Vâng, và một đôi loa Panamax F2000. Vâng, đây là phía sau cái súp của anh đấy ạ. Con này nó rất là nặng, nó khoảng hơn 40 cân đấy ạ. Thì nhà thiết kế nó có sản xuất ra một cái tay hai bên, cái tay cầm để chúng ta khênh để nó đỡ nặng nề, rất là tiện. Vâng, thì đây này em đang chạy trực tiếp súp của anh Dự nhá. Vâng, phía sau đi ạ, đây là bảng mạch phía sau. Đặc biệt cái dòng này có thể chạy được cả hơi và cả điện anh nhá. Thì bên tay trái cầu đỏ đen đây là hơi. Bên phải cầu đỏ đen đây là quên. Em nhắc lại đây là bên trái cầu đỏ đen là điện. Còn bên phải cầu đỏ đen đây là hơi. Thì anh có thể kết nối bằng đẩy cũng được. Nhưng anh đang dùng âm ly thì anh kết nối bằng điện thì rất là tiện lợi. Đặc biệt cái dòng này là 201. Và trên thị trường hầu như không có. Hoặc anh cũng có thể kết nối đằng sau vang để anh kết nối với cái cổng này này là bằng jack AV. Vâng, thì đây là mã NM1800, công suất con này là 600W. Đây là min, còn mắc có thể lên 700-800W do chúng ta chỉnh và nghe phù hợp với không gian. Thì volume em chỉ vặn được một chút xíu thôi vì là quay thì em chút xíu, còn bên ngoài nó nghe uy lực và khủng khiếp hơn nhiều. Vâng, bên em còn đưa vào phòng kỹ thuật test và bên kỹ thuật test cảm thấy ổn định và hoàn hảo nhất thì bên phòng kỹ thuật có dán cho anh công ty bảo hành của công ty Zika Audio 1 năm sản phẩm anh nhé. Vâng, thì đây là chi tiết cái súp Martin 340 hầm của anh đã chọn lựa. Thì giờ chúng ta quay răng trước để thưởng thức cái chất nhạc có trầm. Ở đây em bạn thử trầm của anh đi nhá, không mở trầm nữa đây ạ. Vâng, nhạc không có trầm đấy anh, anh nghe nó rất là khác. Được anh hỗ trợ trầm vào thì giải âm ấm hơn và nghe dễ chịu hơn. Vâng, và cái giải âm của dàn karaoke nó được hỗ trợ rất là nhiều. Em bật lên này đấy ạ, rất là hay. Anh Sự nhá, đẹp không tì vết luôn ạ. Nhìn rất là chắc chắn. Không gian bày thì nó không kén chọn đâu ạ. Vâng, đặt chỗ nào cũng được, riêng bát hầm đặt chỗ nào cũng được, rất là dễ đặt. Vâng, phía mặt bát đi ạ. Vâng, bát phía bên trong đang đánh đấy ạ. Vâng, nó đang đập rất là khủng, giống như trái tim mình đang đập vậy ạ. Vâng, và được bảo vệ bởi e căng sắt rất là chắc chắn. Vâng, anh Sự nhé, cái súp này của anh hoạt động rất tốt và ổn định. Vâng, sau đây em xin phép anh Sự là bên em bỏ ra cho nhân viên đóng hàng cẩn thận gửi cho anh. Rồi sau cùng thì em thay mặt công ty cảm ơn anh Sự và chúc anh Sự và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh Sự luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Chào anh Sự và hẹn gặp lại vào các clip sau nhé. Vâng, anh Sự nhé, đây là thùng hàng súp Martin bát hầm 340 của anh đây ạ. Vâng, đây là địa chỉ đầy đủ của anh đây ạ. Vâng, Zika Audio mong anh nhận được hàng sớm, anh trải nghiệm súp Martin này anh nhé. Bên em bọc lót rất là cẩn thận đây ạ, cả bằng chít chống nước. Và bên phía bên trong này rất là nhiều súp mút, rất là dày chống sốc.